Xin chào các bác. Nay bên cửa hàng nhà em sẽ giới thiệu và test trực tiếp cho các bác nghe chất âm hai mẫu chép 450 lắp nhôm màu cam và lắp nhôm màu bạc. Thì đây là hai mẫu chép bên cửa hàng nhà em đang bán và được rất nhiều bác khách điện về để đặt hàng. Hai mẫu chép này khi các bác ráp lên thùng hoặc là bác nào hỏng chép mà thay thế sử dụng hai mẫu chép này thì cho ra chất âm cực hay, chép nhuyễn, tiếng sáng. Các bác mà lên thùng, ví dụ thùng full 30 sử dụng mẫu chép này thì cho ra tiếng chép nảy tanh tách luôn. Sau đây em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết cho các bác. Hai mẫu này, điểm chung nhá, điểm chung của hai mẫu này nó đều là chép kèn 450 và đều là ren xoáy. Con cam này cũng ren xoáy. Và đều là lắp nhôm hết. Điểm chung thứ hai của nó là đều là từ 120 côn 44. Con này cũng vậy. Bích thép trắng. Điểm khác nhau của nó là khác nhau mỗi hình dạng nắp và màu sắc thôi. Thì con này là nắp nhôm màu cam hình bông hoa, con này nắp nhôm màu bạc, nó sẽ thiết kế như thế này. Phổ thông cho các bác dùng hai dòng chép này. Và đây là hàng, hai mẫu chép này là hàng của nhà máy Trung Quốc các bác nhá. Thì sau đây em sẽ đi vào test cho các bác nghe mẫu chép bạc trước. Giá em đang bán là 850.000 một đôi bao ship nha. Hai mẫu này đang bán là 850.000 một đôi bao ship. Đồng giá nhé. Cứ 850.000 một đôi bao ship. Nên bác nào thích mua chép bạc hay là chép cam thì alo em. Cực chất cho các bác hai mẫu chép này. Chất chép của nó cực hay, cực nhuyễn luôn. Đây là em đang chạy thẳng đấy. Ngoài ra nhá, bên nhà em bán những họng kèn luôn. Ví dụ các bác nào mua thêm họng thì bên em cung cấp cả họng. Ví dụ như là bên em đang cung cấp những cái họng kích thước 18x18 vuông, 11x28. Nói chung là hầu như đủ các loại họng trên thị trường. Và bên em có bán phân tần chống cháy chép luôn. Nếu bác nào mua họng và phân tần chống cháy chép thì alo em, để em ghép cho các bác một bộ kèn luôn. Còn rời như thế này theo đôi là em đang bán là 850 một đôi. Quá hay. Rồi nhá, bây giờ em sẽ đấu dây và sang con chép cam. Để tháo trực tiếp này. Sang con chép cam nhá. Để có một tay cầm máy, một tay quay, đâm ra là nó hơi vất các bác nhá. Đợi em tí nhá. Rồi. Đây em giờ test trực tiếp con chép cam này. Chép cam cũng rất là hay luôn. Ví dụ bác nào mà mua chép này của nó đang là ren xoáy mà bác nào dùng phễu ren bắt ốc thì em sẽ tặng kèm đề nối nhá, tặng kèm đề nối.
Sét đánh rất là êm tai các bác nhá. Nghe ở ngoài còn hay nữa. Rồi nhé, em xin dừng video. Bác nào tham khảo mà thích hai cái mẫu này, mua hàng điện trực tiếp cho em vào hai số điện thoại 5815 và 72. Đây là hai số hotline nhà em. Nếu mà điện cho em không được, các bác có thể kết bạn qua Zalo. Hai số này nhắn tin qua Zalo cho em để mua hàng. Nhà em có giao hàng toàn quốc các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video này. Video mà hay các bác nhấn like và chia sẻ. Và đăng ký kênh để theo dõi nhà em các bác nhé. Cảm ơn các bác rất nhiều.